Hiện nay đã bước vào cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết bị điện lạnh của người dân đang tăng cao. Các mặt hàng giải nhiệt như tủ lạnh, máy lạnh, quạt gió, kể cả máy xay sinh tố, máy ép trái cây, hiện nay đang được người dân lựa chọn và mua sắm nhiều hơn so với trước Tết Nguyên đán vừa qua. Theo một số cửa hàng cho biết, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được hàng chục máy điều hòa, quạt gió, quạt hơi nước các loại, trong đó nổi bật các dòng mang thương hiệu như Panasonic, Toshiba, Samsung, LG, Daikin đang được nhiều người lựa chọn. Sức mua phổ biến nhất vẫn là các loại máy công suất cơ bản có giá dao động từ 6 đến 10 triệu đồng. Các dòng sản phẩm này đã được cải tiến thêm những công nghệ mới như lọc không khí, không gây tiếng ồn, tiết kiệm điện. Theo dự báo trong những ngày tới, sức mua các mặt hàng này sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn. Chính vì vậy, ngoài việc tiếp tục nhập thêm nhiều sản phẩm, các cửa hàng siêu thị điện máy cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như giảm giá sản phẩm, miễn phí vận chuyển, lắp đặt, tặng thêm thời gian bảo hành, hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%, tặng quà và bốc thăm trúng thưởng nhằm kích cầu tiêu dùng trong mùa nắng nóng.